Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021, chương trình thời sự hôm nay có bài Phụ nữ châu Đốc đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và bài Nguy hiểm khi thả diều hoặc giật bay gần công trình lưới điện. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức kỳ họp lần thứ 19 nhằm tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng tham dự kỳ họp có ông Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy An Giang, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 2. Ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Châu Đốc. Ông Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc trong nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là 31 đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân phường xã là 189 đại biểu. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, trong đó có 8 kỳ họp bất thường chuyên đề. Hội đồng nhân dân phường xã đã tổ chức được 105 kỳ họp, trong đó có 35 kỳ họp bất thường chuyên đề. Thành phố ban hành 126 nghị quyết, phường xã ban hành 279 nghị quyết. Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp, có 554 ý kiến thảo luận đóng góp tại các cuộc họp, tổ đại biểu và tại các kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố, phường xã. Đã có trên 41 lượt đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và phường xã chất vấn Tổ chức 40 cuộc tiếp xúc cử tri có 591 ý kiến kiến nghị, chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Qua đó ghi nhận và giải trình thỏa đáng 87% ý kiến kiến nghị của cử tri, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã tặng bằng khen cho hai tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ban tuyên giáo thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 3 năm 2021. Đến dự có đồng chí Quỳnh Chí Oanh, trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố, báo cáo về chuyển đổi số quốc gia, báo cáo về kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2021 và những định hướng nội dung thông tin tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên các cấp trong thời gian tiếp theo. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn thành phố Châu Đốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và một số vấn đề liên quan đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại các đơn vị địa phương. Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2021, Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng Thoại Ngọc Hồ đợt 2 năm học 2020-2021. Đến dự có ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí Thư Thành ủy, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Trong đợt này, Hội khuyến học thành phố đã trao 117 suất học bổng cho học sinh sinh viên vừa khó học giỏi với tổng số tiền là 97 triệu 900 ngàn đồng từ nguồn ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam tài trợ. Được biết, năm học 2020-2021, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam trao tặng 200 triệu đồng cho Hội Khuyến học thành phố hỗ trợ học bổng cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó học giỏi trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Qua đó, tạo điều kiện cho các em học sinh sinh viên phấn đấu dương lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Công an thành phố Châu Đốc tổ chức việc thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân có gắn chip điện tử cho giáo viên, học sinh, trường trung học phổ thông chuyên, thủ khoa nghĩa. Việc cấp thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Về phía nhà nước, thẻ căn cứ công dân có gắn chip điện tử góp phần tích cực trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đối với người sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thể lưu trữ thông tin trong nhiều lĩnh vực có quy định về bảo mật cao, hạn chế việc các loại giấy tờ bị giả mạo. Khi tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang theo nhiều loại giấy tờ, chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ thực hiện được các giao dịch. Quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử được thực hiện theo hướng đơn giản, tiện lợi. Khi có nhu cầu cấp thẻ mới, công dân cung cấp thông tin cơ bản của mình, họ và tên, ngày tháng năm sinh hoặc số chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Cán bộ tra cứu dữ liệu sẵn có trong phần mềm để lấy thông tin cần thiết cho việc thu nhận. Công dân không phải mang và xuất trình bất cứ giấy tờ nào, số hộ khẩu, giấy khai sinh khi đi làm thủ tục và không cần thực hiện, viết tờ khai căn cước công dân. Sau đó, cán bộ thực hiện thao tác thu nhận dân tay bằng máy. Trong thao tác này, cán bộ sẽ hướng dẫn công dân thu nhận dân tay theo 13 bước, bao gồm 4 ngón chụm phải, 4 ngón chụm trái, 2 ngón cái và dân tay lăn 10 ngón. Việc thu nhận dân tay bằng máy giúp không lấy nhầm đường dân của ngón tay khác. Dấu dân tay hợp lệ sẽ được lưu trữ ngay vào phần mềm trên hệ thống, giảm sự phiền hà và đảm bảo vệ sinh so với việc thu nhận dân tay bằng mực như trước kết thúc thao tác thu nhận dân tay, cán bộ tiếp tục mời công dân thực hiện quy trình thu nhận ảnh, hướng dẫn chụp ảnh chân dung đạt yêu cầu. Máy ảnh được kết nối trực tiếp với máy lưu trữ dữ liệu, hình ảnh của công dân vừa chụp sẽ lưu ngay vào phần mềm dữ liệu cá nhân trên hệ thống, không bị nhầm lẫn ảnh do chụp và rửa ảnh thủ công. Người dân có thể nhận thẻ căn cước mới theo hai cách: trực tiếp theo địa chỉ ghi trên giấy hẹn hoặc đăng ký nhận tại nhà qua đường bưu điện. Trong thời gian tới, Công an thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục tổ chức lưu động thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ công dân viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân trong thành phố, thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ, từ thứ hai đến chủ nhật. Địa điểm tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị các trường trung học cơ sở trung học phổ thông, Ủy ban nhân dân các phường xã và tại các văn phòng cấm ấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam phối hợp phòng tư pháp thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2021 cho cán bộ công dân viên chức và người dân trên địa bàn phường Núi Sam. Tại buổi tuyên truyền, bà Phan Thị Phương Loan, trưởng phòng tư pháp thành phố Châu Đốc giới thiệu những nội dung cơ bản về luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật có liên quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu một số nội dung các văn bản luật như luật hôn nhân và gia đình 2014, luật bình đẳng giới năm 2006, nghị định số 82, nghị định 117/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và một số nội dung liên quan đến cấp thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho người dân nâng cao nhận thức về các văn bản pháp luật, cứ phần chấp hành đúng các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Công an Phường Núi Sam tổ chức tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người dân hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường. Tại buổi tuyên truyền, công an phường Núi Sam đã thông tin cơ bản về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Thông tin về biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện gây mất an ninh trật tự như chèo kéo trộm gấp, lừa đảo bán nhang đèn muối gạo, cò mồi mê tín dị đoan và lừa đảo khách du lịch đối với người dân, hành nghề chạy xe ôm. Đồng thời, cho các tài xế hành nghề chạy xe ôm làm cam kết về thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho những tài xế hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường Núi Sam nâng cao nhận thức về pháp luật, chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, góp phần tạo môi trường an toàn thân thiện cho du khách đến tham quan mua sắm. Ngày 16 tháng 3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2021. Thẻ mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cứ công dân, được ép plastic sau khi in. Mà số thẻ chỉ còn 10 số, thay vì 15 số như mẫu thẻ hiện hành. Trong thời gian chờ đổi thẻ mẫu mới, thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng, vẫn tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Dù thay đổi mẫu thẻ, nhưng quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không thay đổi. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ www.dịchvucong.gov.vn. Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử, đơn vị thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế phải lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc của tổ chức EVIN, dịch vụ thực hiện giao dịch điện tử giữa đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Sau đó, ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức EVIN. Việc triển khai cấp thẻ và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được kỳ vọng là giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Những năm qua, Đảng ủy và chính quyền xã Dĩnh Tế đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các giải pháp khuyến khích nông dân chuyển đổi, cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay thu nhập bình quân toàn xã đạt trên 60 triệu đồng trên một người trên một năm, xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, giảm còn 42 hộ. Để đạt được kết quả này, xã Dĩnh Tế đã tập trung chỉ đạo vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng với 10,5 hecta đất trồng lúa chuyển sang vườn cây ăn trái, nâng diện tích vườn lên 121 hecta. Tổng diện tích lúa gieo trồng của ba vụ lúa là 6.912 hecta, năng suất lúa bình quân đạt 6,5 tấn đến 7 tấn trên 1 hecta và tập trung sử dụng những giống lúa chất lượng, năng suất cao. Diện tích rau màu là 13,5 hecta, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 104 triệu đồng trên 1 hecta. Đồng thời, xã còn phát quy hiệu quả hai mô hình đã thực hiện gồm ứng dụng hệ thống tưới phun trên cây xoài và sản xuất lúa giống OM5451 củng cố thực hiện tốt các mô hình làm giường và ủ phân hữu cơ, triển khai thực hiện hai mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xây dựng nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, điều khiển từ xa, vào sản xuất dưa lưới và mô hình trồng măng tây, thành lập mới một hợp tác xã cây ăn trái với 20 nông dân tham gia và được công nhận đủ điều kiện chứng nhận diệt gáp trên cây xoài. Tính từ đầu năm đến ngày 14 tháng 3 năm 2021, toàn thành phố Châu Đốc đã có 45 ca mắc bệnh tay chân miệng. Trong thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng nhanh. Số ca bệnh tay chân miệng phát hiện nhiều tập trung ở phường Núi Sam, phường Châu Phú B và phường Châu Phú A. Phát hiện và xử lý 6 ổ dịch. Riêng đối với bệnh sốt xuất huyết, toàn thành phố ghi nhận 5 trường hợp tập trung ở phường Châu Phú B và xã Vĩnh Tế. Để phòng chống ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng và xử lý kịp thời, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các ban ngành đoàn thể thành phố và các phường xã tăng cường truyền thông, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, giám sát phát hiện sớm ca bệnh, xử lý các ổ dịch kịp thời có hiệu quả, kể cả các ca tản phát có nguy cơ cao xảy ra dịch. Ngoài ra, biện pháp tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng, thành phố Châu Đốc còn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, như tiếp tục triển khai thực hiện bản cam kết trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch trên địa bàn, vận động nhân dân tố giác các trường hợp trở về từ khu vực biên giới Campuchia đến sinh hoạt hoặc lưu trú trên địa bàn phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phụ nữ thành phố Châu Đốc đã phát huy sức mạnh, vai trò của tổ chức hội các cấp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Trước những khó khăn, thử thách, phụ nữ thành phố Châu Đốc đã không ngừng nỗ lực đoàn kết, vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, khẳng định được vai trò của mình trong nhiều lĩnh vực. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, gắn hoạt động hội với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Qua đó, phát huy tốt vai trò của phụ nữ thành phố trong việc tham gia xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển. Chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phụ nữ châu đốc đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Thực hiện chỉ thị số 21 CT trên kép của Ban Bí thư, tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, các cơ quan đơn vị ban ngành đoàn thể, quỹ ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố châu đốc đã đẩy mạnh việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực sở trường của mình thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ đối với việc phát triển kinh tế xã hội. cụ thể quá hai cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch và tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố châu đốc đã phát huy vai trò của chị em phụ nữ bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Dân số thành phố châu đốc là 101.592 người trong đó hội viên hội phụ nữ thành phố là 15.664 người. Trong lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh hay lãnh đạo quản lý, chị em đều có nhiều cố gắng để khẳng định vai trò, vị thế bằng chính trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, các phong trào thi đua và cuộc vận động được phát động sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi so nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ. Đồng thời, các mô hình tuyên truyền mới được đầu tư nghiên cứu, triển khai, nhân rộng và phát huy tốt qua đó từng bước nâng cao trình độ hiểu biết tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi đồng thời phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam thời kỳ mới năm 2020 vừa qua trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh covid 19 hội liên hiệp phụ nữ thành phố châu đốc tích cực vận động nhà hảo tâm các tổ chức đơn vị doanh nghiệp và cán bộ hội viên chung tay đóng góp chi phí công sức để mai khẩu trang giải đồng thời dẫn động giải thành lập 16 tổ mai khẩu trang tham gia phong trào mai khẩu trang giải phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số khẩu trang sau khi mai xong, các cơ sở hội, đơn vị tổ chức tặng miễn phí tại các địa điểm công cộng, chợ, bộ phận một cửa, quỹ ban nhân dân các phường xã và người lao động nghèo, các hộ khó khăn. Phong trào được lan tỏa trong 7 hội liên hiệp phụ nữ các phường xã. Bên cạnh đó, phát tặng 2.859 cục xà bông, 243 chai nước rửa tay, 20.251 tờ bướm. Phối hợp với thành đoàn, thu đổi 40 chai dầu ăn, 33 chai nước tương, 70 cục xà bông, 80 chai nước rửa tay, 190 cái khẩu trang và thu về 220 kg rác thải nhựa. Dẫn động cán bộ hội chiến phụ nữ và người dân sử dụng và cài đặt ứng dụng Luzon. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó các cấp hội đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình năm không sạch và các đề án chương trình như tuyên truyền giáo dục vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. nghi quyết liên tịch về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc tai nạn xã hội. Từ đó, tạo cơ hội cho cán bộ hội viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục con cái, dinh giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. Để góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng giàu đẹp, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cùng với Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh mang ý nghĩa thiết thực được cán bộ hội viên phụ nữ và người dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp không nhỏ trong việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội. Trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã hướng dẫn các cơ sở hội thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ Châu Đốc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh xanh sạch đẹp. Và hướng dẫn các cơ sở hội đăng ký thực hiện các mô hình: mô hình nhà sạch đường phố không rác, phong trào ngày chủ nhật sạch. Đã làm cho cán bộ hội chiên phụ nữ tham gia quét dọn vệ sinh định kỳ hàng tuần tại các tuyến đường không rác, tuyến đường văn minh, phối hợp giữ gìn an toàn giao thông, trật tự cảnh quan, ngăn ngừa các hành vi chi lấn chiếm lòng đại đường động chị em bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng dứt rác bừa bãi. Theo chi hội phụ nữ khóm 4, phường Châu Phú A đã xác định việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng thành phố cho đốc ngày càng giàu đẹp là nhiệm vụ quan trọng. Chi hội đã chủ động triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và của hội. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ hội viên phụ nữ nhằm phản ánh kịp thời và có hướng giải quyết hợp tình hợp lý những mong muốn kiến nghị tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chi hội đã xây dựng kế hoạch triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Trong đó chú trọng triển khai các phong trào, mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch, trang luyện bốn phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, giúp chị em nâng cao hiểu biết, thực hành lối sống tiết kiệm cho bản thân gia đình giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng giàu đẹp. Cùng với những thành tích đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng lực lượng phụ nữ thành phố Châu Đốc sẽ đoàn kết, tiếp tục phát huy hơn nữa sự năng động sáng tạo trí tuệ và trách nhiệm của mình, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân, thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa của thành phố Châu Đốc trong thời kỳ mới. Mời quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Nguy hiểm khi thả diều hoặc giật bay gần công trình lưới điện. Thời điểm này, nhiều người dân tập trung đông tại các khu dân cư mới mở, hay công viên, bờ kè sông hồ vào mỗi buổi chiều để thả diều giải trí. Sông diệt thải diều ở gần các công trình lưới điện có thể dẫn đến các nguy cơ tiềm ẩn gây ra các sự cố mất điện trên diện rộng và có thể dẫn đến các nguy cơ chết người, cháy nhà, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân do vậy để bảo vệ an toàn công trình lưới điện và phòng tránh các nguy cơ người dân thả diều dưỡng vào lưới điện hạ áp trung áp và cao áp công ty điện lực an giang đã và đang phối hợp với các ngành chức năng tại các địa phương triển khai công tác tuyên truyền khuyến cáo người dân không thả diều gần các công trình lưới điện thả diều là thú giải trí của nhiều người nhưng việc thả diều ở gần các công trình lưới điện tại nhiều khu dân cư mới mở có thể dẫn đến nguy cơ diều dướng vào lưới điện, gây ra các sự cố chập điện, mất điện. Trong những năm qua, có nhiều vụ thả diều đã xảy ra sự cố mất điện. Nguyên nhân là do người dân thả diều dướng vào lưới điện trung thế 22 kV nên xảy ra sự cố chập điện, mất điện. Theo đó, ngành điện đã kịp thời khắc phục sự cố và nhanh chóng tái lập điện, cấp điện cho các bệnh viện, các cơ sở sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân tại khu vực xảy ra sự cố. Từ sự cố mất điện do người dân thả các vật bay dướng vào lưới điện, Điện lực Châu Đốc thường xuyên tổ chức kiểm tra và tháo gỡ diều hay các vật bay bị dướng trên các tuyến đường dây điện 22 kV, 110 kV do đơn vị quản lý, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tự ý tháo gỡ hoặc trèo lên cột điện kéo diều giật bay xuống bởi vì những hành động này sẽ gây ra nguy cơ chạm chập lưới điện cháy nổ và có thể dẫn đến tai nạn điện chết người Cùng với đó, ngành điện cũng đề nghị các ngành hữu quan thành phố và nhất là chính quyền ở các khóm ấp thuộc xã phường đẩy mạnh khuyến cáo người dân không nên thả diều hoặc giật bay gần công trình lưới điện để ngăn chặn các sự cố và tai nạn điện xảy ra. Đồng thời, ngành điện cũng lưu ý người dân theo Điều 15, Ghi định số 134 trên 2013 trên NDCB của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn, đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng đối với các tập thể cá nhân thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện, đồng thời bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố theo đúng quy định của nhà nước riêng các trường hợp gây ra sự cố nghiêm trọng, gây hỏa hoạn, sự cố mất điện trên diện rộng, tai nạn điện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Khi có bất kỳ sự cố do thả diều hoặc giật bay dướng vào đường dây điện, người dân nhanh chóng liên hệ với ngành điện qua hai số điện thoại 1900 1006 và 1900 9000 theo đó điện lực địa phương sẽ nhanh chóng kiểm tra và triển khai các biện pháp tháo gỡ nhằm ngăn chặn kịp thời các sự cố xảy ra góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân cũng như đảm bảo cấp điện thường xuyên liên tục phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh An Giang đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng đang ở mức độ báo động cao. Trước khi mùa mưa đến, công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng là ưu tiên hàng đầu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài An Giang căng mình bảo vệ rừng mùa khô. Năm 2020, trên địa bàn An Giang xảy ra 13 vụ cháy rừng với diện tích gần 11 ha, chủ yếu ở hai huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn. Các vụ cháy xuất hiện trong khung giờ từ 10 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Các điểm cháy xuất hiện rải rác trên địa bàn có địa hình đồi dốc rất phức tạp, thiếu nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ tập trung bảo vệ, lửa gây cháy chủ yếu cỏ, lá tầm dông nên chỉ cháy lưới lớp thực bì dưới tán rừng, không gây ảnh hưởng đến rừng. Xác định mùa khô năm 2020-2021, tình hình nắng nóng khô hạn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngành chức năng tỉnh và các địa phương đã sớm chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Thái Văn Nhân cho biết, tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh gần 16.900 ha, gồm dùng đồi núi và đồng bằng, phân bố ở các huyện tỉnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và thành phố Châu Đốc. Trong đó, diện tích rừng trọng điểm có nguy cơ dễ xảy ra cháy trong một khô hạn là 7.256,2 ha, chiếm 43,02% tổng diện tích rừng của tỉnh, tập trung nhiều nhất ở huyện tỉnh Biên 2.900 ha và Tri Tôn 1.800 ha. Cháy rừng thường xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 5 đối với khu vực đồi núi. Trên khu vực đồng bằng, thời gian cháy sẽ kéo dài đến tháng 7 hoặc tháng 8. Các vụ cháy rừng thường xảy ra từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ trong ngày. Hiện nay, khu vực đồi núi vào mùa khô, thiếu nước nghiêm trọng, lớp thực bì dưới tán rừng khô kiệt. Mọi hành vi sử dụng lửa bất cẩn đều có thể gây ra cháy rừng. Ngành chức năng xác định các nguy cơ tiềm ẩn gây cháy. Khu vực đồi núi gồm phát dọn cỏ, cây bụi, đốt để làm nương rẫy gây cháy lan khách hành hương dứt tàn thuốc, đốt nhang, giấy dạng mã. Đối với khu vực đồng bằng, nguy cơ cháy rừng do diện tích ruộng tiếp giáp với rừng đốt xử lý rơm rạ vào mùa khô, gây cháy lan vào rừng. Ngoài ra, các đối tượng vào rừng, xuyệt cá, bắt chim, cò rồi đốt lửa nướng, sử dụng lửa để lấy mật ong hoặc ném tàn thuốc đều có thể gây cháy rừng. Điển hình như ngày 4 tháng 3 năm 2021, tại thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng đòi núi, Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút tại diện tích rừng thuộc khóm An Bình. Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, lực lượng kiểm lâm, quân sự và người dân đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Diện tích rừng bị cháy khoảng 2,9 ha, chủ yếu là cháy rừng cây tầm dông, thảm thực bị khô. Cùng thời gian này, diện tích rừng thuộc khóm Thanh Lương xảy ra cháy. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích đám cháy gần 1 hectare, chủ yếu là cháy cây tầm dông, dây leo, thảm thực bị khô, nguyên nhân gây cháy nghi do đốt dọn vệ sinh trong quá trình làm mộ. Quyền Tịnh Biên là địa phương được xác định có khu vực trọng điểm cháy rừng với diện tích 2.912 ha. Đối khu vực rừng đồi núi, dùng trọng điểm cháy có hơn 1.900 ha, tập trung ở khu vực núi Phú Cường, xã An Nông, An Cư, thị trấn Tịnh Biên, cụm núi đất, núi nhọn, khu vực đồi Caco của núi Cấm, xã Tân Lợi và khu vực từ Latina đến Tà Lọt của núi cấm sạn Hảo, đối với rừng đồng bằng có hơn 1.000 hecta rừng dễ xảy ra cháy trong mùa khô là rừng tràm trà sư xã Giang Giáo và rừng tràm Nhân Hưng xã Nhân Hưng. Quỹ ban nhân dân huyện Tịnh Biên cho biết để phòng cháy rừng, địa phương đã triển khai phát dọn cỏ, chặt dây leo, cây bụi, đôn đốc các hộ nhận giao khoáng rừng, thực hiện đường băng trắng chiều rộng 3m xung quanh đầu rừng. Song song đó, phát dọn đường băng cản lửa các vùng trọng điểm cháy đã được xác định như khu vực núi Phú Cường, đường công binh núi cấm với chiều rộng từ 10 đến 30 m. Ngăn ngừa lửa cháy lan trên diện rộng, ngành chức năng huyện Tân Biên đốt chủ động diện tích đất cỏ gian chân núi, đất cỏ giáp ranh diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất cỏ gian chân núi nơi có nhiều người thường xuyên qua lại nhằm ngăn ngừa lửa cháy lan vào rừng trước khi vào cao điểm. Ngành chức năng huyện Tân Biên đốt chủ động diện tích đất cỏ gian chân núi nơi có nhiều người thường xuyên qua lại nhằm ngăn ngừa lửa cháy lan vào rừng trước khi vào cao điểm nắng nóng. Quyện thường xuyên kiểm tra lượng nước ở các hồ, bồn nước hiện có để bổ sung kịp thời. Tại quyền Tri Tôn hiện có 2.550 ha rừng đồi núi, diện tích nguy cơ cháy cao được xác định là 1.850 ha, chiếm 41,98% khu vực có rừng, tập trung ở đồi 81, đồi 400, núi dài lớn, núi tượng. Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền Tri Tôn Đỗ Minh Trí cho biết, để phòng cháy rừng ở vùng đồi núi, quyền tập trung tuần tra kiểm tra, giám sát vệ sinh rừng sau khai thác tại các địa điểm khai thác tầm dông, tỉa thưa rừng keo lá tràm đối với dùng đồng bằng quyện quản lý chặt nguồn nước dự trữ trong rừng và tình trạng đốt đồng thực hiện phương án đốt chủ động có kiểm soát thảm thực bì trong và ngoài lâm phần quyện quyết tâm phòng cháy tốt chữa cháy kịp thời hiệu quả hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra theo phương châm bốn tại chỗ chỉ quy tại chỗ lực lượng tại chỗ dụng cụ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ khi xảy ra cháy rừng cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chữa cháy rừng kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt